càng càng đẹp nữa. Có tại vì cái việc mà mình đã từng có gia đình, mình đã từng có vợ. Thế vô mồm hết nhờ. Mình muốn tiến đến cô gái, để tiến đến với cô gái nào thì cô gái ấy cũng nên được biết sớm. À, lúc mà anh ông chia sẻ là anh từng có vợ rồi, ly dị rồi thì mình khá là bất ngờ lắm. Tại vì lúc mà nói chuyện, lúc chơi đùa thì anh giống như là còn rất là vui vẻ, rất là hướng ngoại và chưa có muốn yên bề gia khóc, chưa có muốn ổn định lắm. Nhưng mà nếu như anh đã có một đời vợ rồi thì chắc là cái suy nghĩ đó nó không con nít đâu, nó cũng sẽ có rất là nhiều cung bậc khác nhau. Sau này còn những ngày sau, nếu mà có thời gian tìm hiểu hết rồi, có thể từ cái việc mình biết đó mình sẽ yêu hơn một chút. Nếu mà cô gái nào cảm thấy đó là một cái để phát triển tình cảm thì không biết nên nói như thế nào, nhưng mà cái đó thì để cho tùy ở các bạn tự quyết định. Điều tốt nhất nhân là điều tốt nhất của nhân là hiện tại là mẹ nhân cũng còn khỏe mạnh, tại vì mẹ nhân mình rất là nặng, rất là nhiều bệnh, từ bệnh khớp cho đến bệnh phổi. Hiện tại là năm ngoái là mẹ nhưng mà như là nghĩ là lúc đó là mình là không qua khỏi, nhưng mà mỗi ngày anh nhìn mẹ cười nha, xong rồi gọi sang, đó là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời anh. Tại vì anh rất là sợ điều là ví như là mình đi làm xa, mình không có gần ba mẹ, không có gia đình mình đó. Thì một ngày đó mình hãy tin có chuyện gì xảy ra sắp thì rất là buồn. Nói chung là nào, anh chỉ cần thấy mẹ là bỏ ra mỗi ngày và sống khỏe mỗi ngày được. Mà anh được ý anh, tại vì cái chỗ nên em nói là tại vì hai anh em rất là cùng mình cảm với nhau.